Xin chào các bạn, mình là Văn Lộc đây, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài thuốc, đó là bài thuốc để chữa bệnh trào ngược dạ dày, hay nói cách khác là chúng ta sẽ chữa bệnh ợ chua. Bệnh ợ chua là bệnh mà các bạn ăn vào xong nó bị ở đây này, thì cái bệnh này rất là nguy hiểm, bởi vì nó là tiền đề, nó là cái bệnh đầu tiên cho bệnh đau dạ dày. Đấy. Và co thắt đại tràng và đường ruột. Đấy thì nó là biểu hiện. Tiếp theo là nó sẽ khi nó tràn ngược lên thì nó sẽ giải phóng một lượng axit dạ dày đấy vào hai bên amidan và khiến cho amidan của bạn sẽ sớm phải bị cắt bỏ và ung thư amidan đấy. Thì các bạn phải chữa trào ngược dạ dày ngay. Thì bài thuốc này Lộc đã ứng dụng và Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Nó gồm 4 vị thuốc. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là một chai rượu tỏi. Rượu tỏi là một chai tăng cường sức đề kháng. Rượu tỏi rất hăng, rất hôi, rất khó uống. Nếu như các bạn nào chưa uống bao giờ, đặc biệt là không biết uống rượu nữa, như mình thì uống khó lắm. Thì nhưng mà vì bệnh tật thì vẫn phải uống. Tiếp theo các bạn sẽ có mật ong, mình lại uống rất nhiều rồi, chỉ có một ít thôi. Tuy nhiên thì vẫn còn mấy chai nữa cơ, nhưng mà chưa mua. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ, các bạn biết tinh bột nghệ không? Tinh bột nghệ nhá, nó cho tinh bột nghệ vào đây, các bạn sẽ thấy. Tinh bột nghệ này là tinh bột nghệ do chính nhà Lộc trồng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Lộc cho 2 thìa rất đầy. Nhá, cho 2 thìa đầy một chút, 3 thìa đi. Đấy, cho 4 thìa đi. Đấy, mình thích uống tinh bột nghệ lắm các bạn. Nhá. Đấy, thìa này các bạn tùy các bạn thích uống nhiều uống ít. Uống nhiều thì nó rất là cái mùi nghệ này các bạn cũng không, nó thơm nhưng mà nó cũng không phải là dễ uống đâu. Tinh bột nghệ thì nhà mình trồng được nên là nó như vậy. Nó đặc đặc đen đen này và nó khá là chất, vị nó khá là đậm. Thì các bạn sẽ thấy này, cái này mới là tanh, cái này mới là hôi này. Bạn biết không? Lơ hội đấy, cây lơ hội đấy nhá. Cây lơ hội này thì các bạn biết rồi, chuyên đặc trị chữa bệnh dạ dày. Còn cái này và mật ong sẽ kết hợp với nhau để tạo nên một lớp bảo vệ thành của dạ dày đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng 4 vị này trộn vào với nhau. Úi dồi ôi, 4 thứ này chỉ có mỗi mật ong là ngọt ngào dễ chịu thôi. Tất cả ba thằng này thì đều những thằng ngai ngái, cả hôi hôi, tanh tanh. Tất cả ba thằng này đều khó uống lắm và bây giờ lại pha trộn với nhau, chỉ có một mật ong là dễ uống thôi, các bạn sẽ thấy cực kỳ khó chịu nhưng mà vẫn phải uống nhá. Bây giờ Lộc sẽ mổ thằng này, các bạn nào biết mổ nó chưa? Các bạn gọt hai bên sườn nhá, gọt hai bên sườn này. Ôi chết rồi, mình gọt bị nẹm mó ấy. Thôi không sao, vứt đi này. Gọt hai bên sườn nhá, những cái chỗ nào sâu thối thì bạn bỏ đi. Thấy chưa? Gọt tiếp bên sườn bên này nhá. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Thường thì cái này ấy, nếu như mà các bạn uống nhiều thì các bạn say sinh tố thì nó bét nhè ra thì uống dễ. Nhưng bây giờ thì mình uống ít, không phải uống nhiều, mình uống ít thôi. Thì mình chỉ làm cái này thôi. Các bạn uống nhiều thì các bạn nhưng mà các bạn Lộc tin là các bạn không ai uống được nhiều đâu. Khó cái này nó tanh, nó hôi lắm, không ai uống nhiều. Say ra thì nó dễ uống hơn một chút bởi vì nó nhỏ mà, nên nó cũng cắt nát như này nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy. Đấy các bạn sẽ thấy này. Thực ra đấy thì bốn cái vị này các bạn có thể uống tách ra, uống tách ra cũng được. Ví dụ như các bạn có thể pha mật ong với cái này, chỉ hai cái này thôi. Cho nước sôi vào và các bạn uống để cho nó đỡ hôi. Uống cùng hai cái này sẽ hôi lắm. Thì các bạn sẽ uống cái này riêng này, cái này uống một mình nó riêng được này, cái rượu này uống một mình riêng này. Rồi cái này các bạn pha nước nóng cho tí đường vào các bạn uống riêng được này, hoặc là cho mật ong vào với nó, các bạn uống hai cái này thôi, đúng không? Tức là tinh bột nghệ này với cái rượu này đấy, thì các bạn uống riêng với nhau để cho dễ uống. Còn đây là mình uống một phát cả bốn thôi. Đấy, uống phát cả bốn, khó uống nhưng mà mình vẫn uống, đúng không? Uống cả bốn,
uống thế cho nó hay chứ, nó thập cẩm con người mình nó ăn tạp nó quen không sợ đâu nha. Đấy, bạn thấy tuyệt vời chưa? Cái này chính là thiên nhiên đấy, ngọt lành nhất. Các bạn phải nhớ đây là cái bài thuốc này rất là tuyệt vời, các bạn phải làm nhá. Thường thì nếu như bạn nào mà không có tinh bột nghệ thì các bạn cứ dùng hai cái này là được rồi. Tinh bột nghệ thì nó có cái tác dụng là tạo nên cho thành dạ dày một cái lớp màng, nhưng mà bạn chưa có tinh bột nghệ thì bạn cứ dùng hai cái này. Hai cái này nó cũng là rất là tốt rồi đấy, rất là tốt rồi. Còn rượu tỏi, các bạn không có tỏi để ngâm ấy thì các bạn uống rượu thường cũng được nhá, uống rượu thường cũng được, không phải sợ đâu, không phải sợ đâu đấy, rượu thường cũng được mà, không phải sợ đâu đấy. Đấy, mình chỉ lấy cái ruột thôi. Có một số người thì họ ăn luôn cả cái xanh xanh này, cái vỏ xanh này, nhưng mà thôi mình không thích. Cái vỏ xanh này thì thường là có những cái vị nó không được ngon lắm, với lại mình cũng không say nên là uống ăn cái vị xanh này nó sẽ không ăn được đâu. Thì cho nên là mình chỉ ăn cái ruột nó trong thôi. Đấy, mỗi thứ một tí nhá. Rồi, rượu tỏi. Rượu tỏi thì các bạn mà uống được rượu thì các bạn uống nhiều, còn các bạn không uống được rượu thì các bạn có thể uống ít. Thì ở đây đấy thì mình sẽ uống cái thìa này này, mình sẽ uống khoảng tầm 2 thìa đi nhá, 2 thìa. Đấy, đổ vào. Đấy, còn 2 thìa này, 2 thìa to nhá, 2 thìa cà phê to. Tùy mà các bạn uống được thì các bạn uống nhiều, uống không thì uống ít, nhưng mà rượu thì không nên uống nhiều đâu, bởi vì là uống nhiều nó sẽ tăng tăng sông lên não này, nó sẽ tăng sông lên đầu, tim đập nhanh đúng không, và huyết áp tăng. Thực ra thì rượu để giúp cho chúng ta dễ hấp thu, dễ hấp thu mật ong, hấp thu hai cái chất, ba chất này này đấy. Rượu là để chúng ta nhanh chóng hấp thu rồi, mật ong thì nó sẽ cho hết chỗ này luôn đấy. Thì các bạn làm một cái cốc như thế này, nếu như các bạn mà uống được nhiều thì các bạn cho nhiều, thì các bạn uống trường kỳ mỗi ngày một cốc như thế này trong một tháng thì các bạn sẽ đỡ đấy, thậm chí là những người nào mà khỏe thì sẽ hết bệnh luôn, không còn trào dạ dày nữa luôn. Uống một tháng nhá, một tháng trường kỳ, còn các bạn nào mà nặng rồi đấy thì phải uống 3 tháng. Đó. Uống 3 tháng coi như các bạn uống sinh tố đi nhá, thì để cho nó khỏi. Làm một cốc như thế này. Còn các bạn không nên làm nhiều quá và để tủ lạnh nhé. Cái này thì nên làm đến đâu uống đấy luôn, đừng làm nhiều quá và để tủ lạnh, không hay đâu. Còn nếu mà thật sự các bạn bận quá phải làm để tủ lạnh ấy thì cũng được, không sao cả. Và bây giờ là nước sôi nhá, chúng ta sẽ có nước sôi rồi, cho đến nó méo cái chai này, mình sẽ đổ luôn vào đây nước sôi này. Đấy, đầy cốc rồi, các bạn sẽ ngoáy cho bột nghệ nó tan nhá, tinh bột nghệ nó tan hòa quyện với nhau. Nếu mà các bạn nào mà khó uống quá đấy thì các bạn cho nhiều mật ong, càng nhiều mật ong thì nó càng ngọt, nó càng ngọt ngào thì nó càng dễ uống. Đấy, đều đi. Bài thuốc này bài thuốc rất là khoa học đấy. Mãi không tan hết, tinh bột nghệ là khó tan lắm, các bạn không ngoáy thì đấy là nó không tan hết đâu, thế này nó cứ động, mà bạn nhìn cái thìa này. Đấy, đấy không tan hết đâu. Không hết đâu, người mà ông ạ, ui nó nóng quá, nước nó nóng quá, mình sẽ phải lấy cái này chứ, bây giờ nó này các bạn nhìn này đấy, như này đấy, nó khó tan lắm, cái mà cái tinh bột nghệ này khó tan, khó lắm, hoàn lắm. Nên là các bạn ăn không quen thì làm ít thôi, làm loãng thôi nhá. Cái này mình làm rất là đặc rồi, ăn luôn này. Chất lượng cao các bạn ạ. Nói các bạn nhân lực mà làm cái này mà bán cho các bạn nhá thì sẽ bán bao nhiêu tiền nhỉ? 50 nhá, 50 một cốc này.
Tuyệt vời đấy. Mình sẽ bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó nguội một tí và mình sẽ uống một phát hết luôn. Chứ cái này mà ăn phải cái miếng nơ hội này và phải cái rượu tỏi nó hắt lên mũi thì kinh lắm. Nếu các bạn nào mà khó quá đó, bạn bịt mũi rồi uống à, phải ăn rồi bịt mũi uống nha, bịt mũi uống, bịt mũi đi, các bạn sẽ vô hiệu hóa cái vị giác thì nó sẽ không không kinh nữa. Nào bây giờ là bắt đầu nha. Có một số người đấy bị dị ứng với cái mùi này thì các bạn phải bịt mũi này và các bạn phải uống thử trước, bởi vì có rất có nhiều người là đã bị trào ngược dạ dày uống cái này mà bị gọi là cái vị giác kích ứng ấy, thì nó sẽ bị lôn buồn nôn thì sẽ bị hỏng luôn, phản tác dụng nhé, bạn phải nhớ chú ý. À, ngon đấy, ngon đấy, không phải là các bạn không uống không quen thì nó kinh. À, tiếp tục mình sẽ ngoái tiếp. Chốc nữa mà uống xong này nó có kích ứng của rượu là mặt mình sẽ đỏ bừng lên. Khi mà uống xong cái này ấy, thì các bạn không nên đi ngủ. Không nên đi ngủ bởi vì nó có rượu, có mật ong, nó làm cho cái huyết áp tăng nhanh và các bạn đi ngủ thì rất là hỏng. Nên các bạn phải uống vào tầm buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm trước khi các bạn tập thể dục. Bạn nhớ nhá, trước khi các bạn tập thể dục. Đấy. Một phát nữa nha. Ngon lắm. Tuyệt vời đấy các bạn. Vi rượu. Ui, tuyệt vời lắm các bạn. Uống cái này là nó thật tuyệt vời luôn. Cái này thì Lộc cho rất nhiều tinh bột nghệ bởi vì nghệ nhà mình có tội gì, đúng không? Là các bạn thấy rồi. Ui, các bạn biết là mật ong thì có thể làm đẹp da nhưng không hiểu sao da mình giờ vẫn chưa đẹp. Mà mình chơi chơi nhá. À một hôm nữa là hết rồi. Nghe tuyệt vời luôn. Ôi trời, Lộc nói với các bạn cuộc đời sung sướng nhất là được ăn vào mồm. À, có ý thôi. Bây giờ một phát nữa là hết. Cuối rồi nó cũng nguội rồi. Đấy, Lộc bằng con Lộc bắt đầu cảm thấy là nó đã phản ứng trong dạ dày rồi đấy. Dạ dày mình đang bắt đầu có cái phản ứng hóa học rồi đấy. Ê, mình sẽ ấy hết để cho nó hết cái tinh bột nghệ không là phí. Tuyệt vời sung sướng đấy, các bạn chỉ cần cắm cái siêu tốc này này nhá, cái siêu tốc này các bạn chỉ cần cắm siêu tốc nhá là các bạn uống mỗi ngày thì các bạn uống cốc này. Nếu mà các bạn có thể thì các bạn uống hai cốc được, một cốc buổi sáng một cốc buổi chiều trước khi các bạn tập thể dục. Nhớ là không được uống xong rồi đi ngủ nhá, vì cái này nó tăng sông lên não, khiến tim đập nhanh rồi là phản ứng hóa học cao, cho nên là các bạn không được uống xong và đi ngủ đấy, và không được uống xong rồi ăn cơm ngay. Các bạn nên uống xong khoảng tầm 15 phút sau ăn cơm, bởi vì để cho cái này nó phản ứng hóa học xong đã, xong cái dạ dày của các bạn đã, để nó cân bằng axit trong dạ dày hay là cân bằng magie hay là cân bằng sự lệch lạc trong dạ dày của các bạn đã. 15 phút sau các bạn mới ăn cơm thì các bạn sẽ không có cảm giác chướng tình. Nếu như cái người nào mà hay uống rượu nhiều ấy, uống rượu nhiều xong rồi không bao giờ ăn được cơm đấy, uống rượu nhiều mà không ăn được cơm mà uống cái này thì nhớ là nó cũng có rượu nhưng mà các bạn uống xong thì gọi là vận động nhẹ xong rồi nghỉ ngơi một lúc rồi thì hãy ăn cơm đấy, nếu như mà uống vào cái tầm giờ mà nó là tầm giờ cơm. Và các bạn nhớ là uống xong cái này đấy thì cũng không nên là uống xong cái này đi tắm ngay, đi tắm thì sẽ hỏng. Bởi vì sao? Bởi vì là đi tắm là các bạn phải cố gắng, nếu mà tắm được thì tắm bằng nước nóng, nước ấm thì để cho là các bạn đang tăng sông, mồ hôi đang vã ra, não đang hoạt não đang bị huyết áp tăng rồi là tim đập nhanh mà các bạn đi tắm nước lạnh thì nó sẽ bị gọi là co giật đấy, hoặc là đột quỵ là chết dở nhá. Các bạn nhớ đột quỵ là nguy hiểm lắm, thì nên là không được đi tắm sau khi uống cái này. Để cái này nó phản ứng sau khoảng tầm nửa tiếng hoặc một tiếng sau các bạn tắm. Đó. Thì cái này nó phức tạp lắm bởi vì nó là bệnh thì các bạn phải chữa nhá. Đấy, các bạn thấy rằng đây vẫn là một cốc tinh bột nghệ này nhưng mà nước thì nóng lắm, thì tí nữa mình sẽ uống. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Và có những cái gì mà Lộc quên chưa nói đấy thì các bạn hãy đọc những comment hoặc là cái mô tả bên dưới nhá. Thì bây giờ Lộc chưa giới ra hết là nó có quên cái gì không thì Lộc sẽ xem lại video và comment cho các bạn. Có câu hỏi gì các bạn có thể chia sẻ hoặc là comment cho Lộc biết, là Lộc cũng mong muốn được học hỏi các bạn nhá. Thì Lộc xin chào, hẹn gặp lại các bạn.
trong những video tiếp theo. Ô, xin chào, goodbye, goodbye, goodbye.